Hãy Triều xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương mục đối thoại của Vững Bước Tương Lai. Thưa quý vị, nhu cầu làm đẹp thẩm mỹ ngày càng phát triển. Ước tính mỗi năm có khoảng 10.000 cơ sở doanh nghiệp làm đẹp và thẩm mỹ được ra đời. Và đây là nhóm ngành nghề mà các bạn thế hệ Gen Z cũng vô cùng yêu thích. Để có thể hiểu đúng, hiểu rõ cũng như biết thêm về cơ hội việc làm của ngành nghề này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật khách mời hôm nay quý vị nhé. Xin được giới thiệu sự góp mặt của cô Nguyễn Hoàng Tiên, giám đốc tuyển sinh và truyền thông của hệ thống giáo dục Đại Việt. Xin chào Hải Chiều, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Chị có thể chia sẻ nhiều hơn liên quan đến tốc độ phát triển của nhóm ngành nghề thẩm mỹ và làm đẹp, cũng như là cơ hội việc làm được không? Thì uh, hiện tại ngành chăm sóc sắc đẹp á, là uh, một ngành đang được đánh giá cao trong thị trường lao động hiện nay. Uh, với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người hiện tại bây giờ á, là họ chú ý đến sức khỏe, chăm sóc bản thân hơn, chăm sóc ngoại hình hơn. Vì vậy thì cái vấn đề mà kinh doanh của cái khối ngành chăm sóc sắc đẹp hiện nay nó cũng là một thị trường rất là màu mỡ, cơ hội việc làm đối với ngành chăm sóc đẹp là hoàn toàn là được đánh giá cao đặc biệt là tại thành phố Cần Thơ, tại Vĩnh Long, những nơi mà người ta đang cũng chú ý đến sức khỏe và cũng giống như là chú ý đến việc làm đẹp cho bản thân Chính những tốc độ phát triển của ngành thẩm mỹ và làm đẹp nên nhiều bậc phụ huynh cũng có quan điểm rằng là con em mình chỉ cần đến với các cơ sở hoặc là các spa để có thể học làm nail, làm tóc hay là chăm sóc da vậy thì quan điểm này có đúng không ạ? cái quan điểm này thì lúc trước á, thì nó có thể gọi là đúng, tại vì khi mà chúng ta yêu thích một cái ngành nghề giống như là làm tóc, làm nail thì chúng ta có thể đến các tiệm uh, nail, tiệm tóc để chúng ta học nghề và chúng ta sẽ từ thợ phụ lên thợ chính hoặc là các bạn có thể mở tiệm, nhưng mà nó sẽ có một cái vấn đề là nó sẽ không có cái một cái giấy tờ nào mà uh, chứng nhận công nhận các bạn là đã học nghề. còn đối với các trường cao đẳng hiện nay uh, khi họ tham gia uh, đào tạo thì họ đã xin tổng cục giáo dục nghề nghiệp thuộc bộ lao động thương binh xã hội để họ có một cái chứng chỉ được được đào tạo uh, cao đẳng chính quy. Ngoài các khóa cao đẳng chính quy, thì họ có những cái khóa ngắn hạn nữa. thì những cái đó khi các bạn tốt nghiệp ra, các bạn vẫn có một cái chứng chỉ được gọi là đào tạo nghề. và sau khi có chứng chỉ đó, các bạn chỉ cần bổ sung thêm các chứng nhận là uh, dạy nghề, thì các bạn có thể tự mở cho mình một cái cơ sở thẩm mỹ hoặc là cơ sở làm đẹp. và các bạn cũng có thể tự đào tạo nguồn nhân lực và các bạn được cấp chứng chỉ sơ cấp luôn. Có một cái cảm giác khi mà các bạn học viên đến với các trung tâm về cơ sở thẩm mỹ đang hoạt động để học nghề á, thì các bạn sẽ thấy là các khoảng thời gian học ngắn hơn. Vậy thì khi các bạn đến trực tiếp tại các trường để học như thế này thì thời gian là như thế nào và học phí ra sao và đặc biệt là cơ hội việc làm nữa. Đối với lại trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cũng giống như là hệ thống giáo dục đại Việt thì có hai chương trình dành cho các bạn lựa chọn. Thứ nhất nếu các bạn muốn học một cách toàn diện về ngành khối ngành chăm sóc sắc đẹp các bạn có thể tham gia lớp Cao đẳng chính quy thì cao đẳng chính quy các bạn sẽ học một năm là ba học kỳ và các bạn sẽ học tổng là sáu học kỳ thì học phí nó sẽ dao động khoảng từ 20 đến 25 triệu một học kỳ và sau khi các bạn tốt nghiệp xong các bạn sẽ biết hết tất cả về nail tóc spa phun xăm thẩm mỹ tất cả mọi thứ hoặc là nếu như các bạn không có đủ thời gian 2 năm để các bạn học thì các bạn có thể học các chứng chỉ ngắn hạn thì học phí của các chứng chỉ ngắn hạn nó khoảng dao động từ 10 đến 15 triệu một chứng chỉ một cái chứng chỉ các bạn học thì chỉ có hai tháng thôi và sau khi các bạn học xong trường cao đẳng đại việt sài gòn nói riêng cũng giống như hệ thống giáo dục đại việt thì có cam kết sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn một trăm phần trăm nếu như các bạn học uh, cao đẳng chính quy thì nhà trường còn có hỗ trợ cho các bạn là mở cho mình các tiệm uh, làm đẹp riêng hoặc là nếu như các bạn không thích mở các bạn chưa chưa muốn làm chủ trường sẽ giới thiệu việc làm cho các bạn tại các cơ sở làm đẹp vậy thì với trường cao đẳng đại việt sài gòn của mình thì lĩnh vực liên quan thẩm mỹ làm đẹp thì sẽ có những nhóm ngành nghề nào đối với là trường cao đẳng đại sài gòn thì uh, ngành chăm sóc sắc đẹp á, sẽ có những nhóm ngành nghề như là nail spa tóc phun xăm yeah. laser uh, và đặc biệt là tại trường cao đẳng đại việt sài gòn thì sẽ có tích hợp thêm một bộ môn đó là trang điểm từ cơ bản đến nâng cao và riêng về spa thì uh, tại trường cao đẳng đại sài gòn sẽ chia ra hai lĩnh vực thứ nhất là về da thứ hai là về body Yeah, nó rất là nhiều và đa dạng để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn đúng không? ạ? vậy thì khi mà chúng ta học đến những cái lĩnh vực liên quan về thẩm mỹ làm đẹp thì bắt buộc nó phải có một cái nơi được gọi là thực hành thiện cận nhiều hơn để các bạn có thể làm rõ và hiểu rõ hiểu sâu vậy thì trường mình có hệ thống cũng như là cơ sở vật chất đáp ứng cho điều này không ạ? À cảm ơn một câu hỏi của Hải Triều đây cũng là cái nỗi lo lắng mà của học sinh và phụ huynh khi uh, uh, tiếp cận với ngành chăm sóc sắc đẹp. Ờ, tại vì khi các bạn chọn mà ngành chăm sóc sắc đẹp mà hệ cao đẳng á thì các bạn buộc phải học hết tất cả các nhóm ngành dạ. nhỏ lẻ trong đó nhà trường có một cái hệ thống phòng thực hành đầy đủ trang thiết bị để cho các bạn tiếp cận và khi các bạn uh, đi thực tập thực hành và kiến tập á được đến các cơ sở làm đẹp luôn và được tiếp xúc trực tiếp đối với lại các uh, khách hàng luôn thì vì vậy là các bạn sẽ được nâng cao tay nghề và trường có một cái việc là không có chú trọng cái việc mà đào tạo qua mô hình ừ. các bạn sẽ được thực tập và các bạn sẽ được làm trên người thật như, giống như vấn đề về da đi ừ. à, về da mặt thì khi mà chúng ta massage da massage mặt hoặc là chúng ta thoa những cái uh, kem dưỡng khi tiếp xúc với da trực tiếp thì các bạn sẽ biết được cái 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 việc mà tương tác như thế nào độ nặng độ nhẹ rồi mạnh như thế nào thì các bạn sẽ uh, thực hành tốt hơn và có một cái nữa là tại trường cao đẳng đại việt sài gòn thì có một cái học kỳ gọi là học kỳ doanh nghiệp thì cái học kỳ này hầu như các bạn sẽ học trực tiếp tại các cơ sở làm đẹp chủ của các cơ sở làm đẹp sẽ là đơn vị đánh giá các bạn trong cái học kỳ này và đặc biệt là đối với trường cao đẳng đại việt sài gòn thì có những cái đặc quyền mà để dành cho các bạn mà khi các bạn tham gia học thì giống như là nhà trường sẽ cam kết là giới thiệu việc làm 70% thời lượng của các bạn là thực hành và đặc biệt trường cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình học đó là những cái mà để cho các bạn yên tâm hơn khi các bạn lựa chọn ngành nghề là ngành chăm sóc sắc đẹp hoặc các bạn lựa chọn uh, các chứng chỉ ngắn hạn tại trường cao đẳng đại việt sài gòn vì vậy là nâng cao tay nghề cho các bạn là chuyện mà uh, trường cao đẳng đại việt sài gòn chú trọng nhất Chính xác, chính những yếu tố này nó còn mang tính chất là liên kết giữa doanh nghiệp và các bạn học viên khi mà học tập tại trường cao đẳng Đại Việt Sài Gòn của mình. Một yếu tố nó rất là được quan tâm đó là khi chúng ta so sánh với việc là học ở ngoài các cơ sở spa nó sẽ khác gì so với học ở trường. Vậy thì ở trường mình ngoài những cái giáo trình liên quan về thẩm mỹ làm đẹp thì có những cái kỹ năng nào thêm không ạ? đối với cao đẳng thì chúng ta là đào tạo theo hướng ứng dụng thực hành 70% thời lượng mà các bạn được học ở trường là chủ yếu là thực hành nên việc mà các bạn có tham gia ở các cơ sở làm đẹp nhỏ lẻ hoặc là đem so với lại một trường cao đẳng thì chị nghĩ là nó nó không phù hợp lắm tại vì thực sự là các bạn khi đến với một cái trường cao đẳng mà để các bạn được đào tạo thì các bạn sẽ được đào tạo bài bản kể cả lý thuyết và thực hành và các trang thiết bị mà khi các bạn được học là những trang thiết bị chất, chất lượng cao uh, và hiện đại nhất hiện nay còn các cơ sở nhỏ lẻ thì hầu như là họ chỉ chú trọng trên cái vấn đề là cầm tay chỉ việc nhưng mà họ không có chú trọng là vì sao nó phải ra cái bước đó. Còn ở trường cao đẳng thì họ sẽ hướng dẫn song song đi đôi giữa lý thuyết với thực hành, nhưng mà thực hành chiếm 70%. Ngoài ra, trường có đào tạo cho các bạn các kỹ năng, kỹ năng về chăm sóc khách hàng, kỹ năng tìm kiếm nguồn data khách hàng, rồi kỹ năng chạy quảng cáo bi cho mình để làm sao mà cơ sở của các bạn thu hút được lượng khách hàng tốt nhất thì những cái kỹ năng này thực sự là ở ngoài các cơ sở nhỏ lẻ họ không có đào tạo trong cái lúc mà các bạn đi học ngoài cái việc là nhà trường đào tạo thực hành cho các bạn hướng dẫn cho các bạn ngoài ra thì nhà trường có thêm một cái nữa là nhà trường luôn tạo các sân chơi cho các bạn và nhà trường cũng có kết nối với lại các hệ thống các trường cao đẳng cũng giống như là hệ thống các chuỗi làm đẹp để tổ chức các cuộc thi nâng cao tay nghề thì từ đó các bạn có thể tạo thương hiệu cá nhân và lúc đó các bạn về các bạn mở cho mình cơ sở làm đẹp thì uy tín các bạn cũng đã có và ừ. người ta sẽ tự tìm đến các bạn. Vậy thì không biết là trường mình có những cái chính sách liên quan về học bổng cho các bạn khi mà theo học ngành nghề này không ạ? Đối với lại uh, trường cao đẳng đại Việt Sài Gòn nói riêng và hệ thống giáo dục đại Việt nói chung thì học bổng uh, sẽ được cấp cho các bạn học bổng đầu vào là từ uh, 50 đến 100% học bổng. Và ngoài ra thì các bạn khi nhập học các bạn đã được giảm 15% học phí. Và có một cái nữa là tại hệ thống giáo dục đại Việt chúng tôi có quỹ tín dụng đại Việt dành cho các bạn vay vốn để học tập lên tới 6 năm và không tốn cho phần trăm lãi suất. Ngoài ra thì trong khi các bạn đi học, các bạn cũng có học bổng về thành tích học tập. Khi các bạn học khá giỏi thì các bạn lại có học bổng của học kỳ mỗi học kỳ để cho các bạn cũng dùng cái đó để trang trải học phí. Dạ. Yeah những cái cơ hội và điều kiện như thế này của trường cao đẳng đại việt sài gòn là một cái nơi để mở ra rất là nhiều cho các bạn có thêm những cái cơ hội chính bản thân của mình vậy thì một cái lời khuyên nào đó từ cô để giúp cho các bạn đang có ước mơ và ấp ủ trở thành những người chuyên gia làm đẹp và thẩm mỹ chỉ cần các bạn có đam mê yêu thích ngành nghề đó thì các bạn cứ hãy lựa chọn cho mình một ngành nghề vì đối với lại cao đẳng thì các bạn được đào tạo ra là các chuyên gia lành nghề mà chuyên đào tạo nghề chứ không có đào tạo lý thuyết và học thuật nên là vì vậy là các bạn chỉ cần yêu thích và có đam mê các bạn cứ lựa chọn việc còn lại thì trường cao đẳng đại việt sài gòn sẽ lo cho các bạn từ việc học việc thực hành và đặc biệt là trường cao đẳng đại việt sài gòn sẽ cam kết là các bạn sau khi ra trường có việc làm đúng với ngành nghề các bạn được đào tạo dạ đây là một trong những cái chia sẻ rất là thiện cần để cho các bạn thí sinh cũng như là phụ huynh có thể hiểu hơn về trường cao đẳng đại việt sài gòn